Hiện nay, trên địa bàn xã Cửu An, thị xã An Khê, xã 6 công trình tín ngưỡng, trong đó có 2 công trình cấp quốc gia đặc biệt là Đình Cửu An và Dinh Bà, một công trình cấp tỉnh là miếu An Điền Nam. Nhiều năm qua, cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, người dân đều rất quan tâm tổ chức các hoạt động lễ hội liên quan, cũng như góp sức gìn giữ, bảo tồn các điểm di tích thuộc quần thể Tây Sơn Nhì, Cửu An. Được biết, từ năm 2022 đến nay, hàng năm, Ủy ban Nhân dân thị xã An Khê cấp kinh phí 22,5 triệu đồng để ban quản lý các di tích hoạt động. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Cửu An cũng đã đề xuất với Ủy ban Nhân dân thị xã hỗ trợ kinh phí để tôn tạo, trùng tu, bảo tồn các di tích trên địa bàn với số tiền trên 312 triệu đồng. Để bảo tồn phát huy giá trị của các di sản văn hóa, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã Cửu An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về công tác bảo tồn. Bên cạnh nguồn kinh phí của tỉnh, xã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đặc biệt chú trọng đến vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa lịch sử trên địa bàn xã.